Bà con ơi, thịt vịt, bà con ta biết hết rồi đúng không bà con? Thịt vịt là nó rất tốt, nó rất hiền cho sức khỏe, nhưng mà không phải người nào cũng ăn được thịt vịt này. Thịt vịt này nếu ta ăn vào những người có bệnh thế này thì nó làm cho chúng bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người người có bệnh gút, hệ tiêu hóa kém, người bị ho, đang yếu, đang lạnh, mới phẫu thuật xong, mưng mủ vết thương, lở lét, nóng trong người, vui lòng đừng ăn thịt vịt, ăn vào thì bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi, là người có bệnh gút, hệ tiêu hóa, người bị ho, người đang yếu, đang lạnh, mới phẫu thuật, người mưng mủ vết thương, lở lét, nóng trong người, không ăn thịt vịt. Bà con ơi, để cho nó tốt cho sức khỏe. Còn ngoài những người đó thì còn ra là tốt hết. Nó tốt cho người suy nhược, nó tốt cho người chán ăn, nó tốt cho bệnh sốt, phù nề, người có thể chất yếu, đổ mồ hôi, ban đêm, tay chân nóng, phụ nữ, kinh nguyệt, bệnh tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu, trẻ em, người lớn tuổi, xương xương cái mà xương khớp, tim mạch, ăn cái mà ăn kiêng, béo cái mà béo phì, vận động cơ bắp mạnh, tiểu tiện được tốt, ăn nhiều nhất là 2 lần trên 1 tuần, ăn bình thường vừa đủ, không ăn nữa, đó là như vậy thịt vịt nha bà con. Nhưng mà ta ăn nhiều nhất á là 2 lần trong 1 tuần, đó ăn bình thường thôi không có gì. Rồi chúc bà con ta ăn thịt vịt vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào, xin chúc bà con. Bà con ơi,